anh em nha. Em Thanh lấy được con Cuda 50 hàng công ty xài nha, hàng Việt Nam xài rồi nha anh em. 420 1000 Cuda. Canh canh ngồi ngoài thôi. Đó canh canh nằm ngồi ngoài đó được rồi. Đưa ra mấy miếng. Thử máy luôn. Đưa ra ngoài lại miếng hả? Máy thử máy luôn. Rồi xuống đi. Đang sắp xếp ngoài này trong nó dễ lại. 3 cháu ngược, 3 chú cháu. Chèn răng không khác nhau. Khác không? Chắc quá không? Chắc quá không? Ra ngoài miếng không? Thích nó ra ngoài miếng đi. Cho ra ngoài miếng. Được không? Nó gỡ qua anh mày, mình gỡ qua rồi. Rồi, đi nữa, đi nữa, đi nữa. Đó, đi nữa, đi nữa, đi nữa. Đó. Đi nữa. Đi nữa đi, ra đi nữa đi. Để thẳng trong giữa mà, trong giữa mà. Anh giỡn được cảnh không? Rồi bỏ tay ra đi. Rồi, cũng như vậy. Thôi để về luôn đi. Để về luôn đi. Cái này có chụp hình giỡn qua chân mà.